Phong Yên, anh em đã quay trở lại với channel của Nessie ngày hôm nay. Thì chiều ngày hôm nay, Nessie xin giới thiệu với 500 anh em một khẩu súng mà có lẽ là ai trong chúng ta cũng có thể đều biết. Đó là khẩu súng Uzi. Đây là một khẩu TMP. Nếu mà ở trên PUP giờ PUBG nó sẽ gọi là khẩu Uzi, nhưng Uzi ở đây là chúng ta là khẩu Uzi hai tay liền với một màu đỏ cực kỳ bắt mắt. Thì vào cái trận đấu đầu tiên này, Nessie đang... Đây là map đầu bên cảng. Ôi bịt con mẹ nó, vừa mới bò lên trên đầu em xong. Ở đây một kill đầu tiên cho em, nhưng mà phải cẩn trọng khi mà còn hai người nữa bên liên mình. Nessie à. Rồi, đối phương vẫn chưa phát hiện ra em ở đâu, nhưng có lẽ như bạn ấy đã biết rồi. Một táo lửa dành cho em, còn một người cuối cùng có lẽ đang ở phía bên kia rồi. Vừa vào với trận đấu đầu tiên mở màn quá là ổn. Giờ này có thêm mạng thứ 3 dành cho em, 1-0 dành cho bên phiến quân. Với khẩu súng này thì chúng ta thừa biết rằng cái mức độ hiệu quả của nó là bắn xa không tốt, đam cũng cực kỳ bé, nên chúng ta cần chọn những giải pháp an toàn như chúng ta sẽ phải núp, hoặc là chúng ta sẽ phải chờ đợi những cái cơ hội chín muồi thì chúng ta mới ra đấu súng được. Còn để mà đấu thì cũng vẫn đấu được thôi, nhưng mà nó cần phải nói chung là các bạn thừa biết là súng mạnh đối với súng yếu thì nó như thế nào rồi đấy. Hai viên đạn cùng bắn vào một chỗ, cùng vào người thì bạn sẽ là người nhanh chết hơn. Phải là đối phương ở đây. Rồi một tình huống, đéo có tình huống nào cả, chỉ có tình huống là em nằm xuống thôi. Một đều dành cho cả hai bên rồi. Ở trên kia đó là những cái đoạn xa thua đi. Súng ngu để mẹ à, mày thề luôn, mày cứ kiểu thể hiện nhiều là cứ phải mang cho nó vỡ mồm vỡ mặt ra đây. Đó là một tình huống có mạng dành cho này rồi, nó vào tận trong này. Liệu có mạng thứ hai dành cho em, đó là thằng Eric, đó là cái thằng vừa mới sủa nhiều thì phải, đối với những thằng sủa nhiều là phải giã và bom nó. Vâng, em cũng vừa giã và bom xong, đó là Vít Văn. Giờ là 1v2 nhưng có vẻ như đang có tình huống đầu súng ở đây. Vip Văn có mạng của cò rồi, còi rồi. Tỷ số là 2-1 dành cho liên minh, nhưng không có gì phải lo cả, bắt đầu lo dần đều luôn. Giờ lại là một lửa, còn một mình em, một kill dành cho em đã bị đối phương phát hiện ở đây rồi. Còn đó là tình huống Vip Văn bắn khá ổn. Được rồi, em chờ là em chơi chết con mẹ của nó luôn. Đấy đã, nhiều quá đi mẹ, mà còn bắn mấy thằng liền. Ôi nó đục anh ơi, không xong với em rồi khi mà may quá. Ở đây là tình huống khi mà sát nhân vào thẳng trong nhà dã mà bóng em. Tình huống thua trong vánh này của phiên quân dường như có vẻ như đang là cái đà rất tốt dành cho các thành viên của liên minh. Kéo sao cả, cần hết bố mẹ nó luôn, gọi hết cả nhà chúng mày ra đây. Đó là Eric, một mạng nữa dành cho em rồi. Còn một thằng nữa thôi, làm sao mà xoán. Nhạc đã lên rồi thì quẩy thôi. 2-4 tỷ số được rút ngắn xuống dành cho phiến quân. Bình tĩnh thôi nào những người anh em. Vào đây đến lơi đây này. Chưa có thằng nào cả. Ở phía bên cánh phải này có vẻ như đang rất vắng khách ở đây. Một mạng dành cho NDA7. Coi cũng có mạng với một quả bom. Thôi đéo, bố mà đi lên đường là bố móc. Còn một người nữa thôi, đó là ai? Phải chăng là Eric? Nó ở đây chứ còn nó ở đâu? Chạy đi đâu con sâu này? Tỷ số được rút ngắn xuống con 3-4. Mong rằng ván đấu sau là một ván đấu đội được em được tỏa sáng hơn. Bởi vì bắn sinh tử này chúng ta phải hết sức bình tĩnh thôi, nếu chúng ta không muốn thua.
có rất nhiều tình huống xảy ra ở đây. Đi tẩm lúc ở đây đã. Nó đang ở trong kia thì đéo nào cũng đi ra thôi. Các anh tin em đi. Ngồi đây rình mồi không bao giờ đó là sai lầm cả. Đó là một tình huống táo may quá mà thằng kia nó đéo nhìn thấy em. Vậy là chúng ta có thể biết được người còn lại đang ở đâu. Nhưng ta phải quay lại check để xem nó có lên đường giữa hay không. Lởn vởn một lúc thì con mồi này làm cái say nắng được. 4-3. Cách biệt chỉ còn 1-0 nữa thôi. Rồi em đã nhìn thấy nó đang ở trong cái góc này. Lém quả mù vào đây chết mẹ đi. Ôi đi mẹ, quay mặt đi ngay. May quá, đây rồi. Chả biết nó nhìn thấy mình chưa. Biết rồi nhưng mà đéo biết là đang ở đâu luôn. Cầm bom giờ này để làm gì. Đó là piu piu. 4-0. Bốn đều là dành cho cả hai bên. Quẩy nó vào tận trong nhà. Đó là Piu Piu với khẩu sóc trai Crash PL 2016. Liên minh bằng sạch bên này người. Em chỉ ra em liếm. Ôi đi mẹ thằng này. Ủa cho anh ơi. Bình tĩnh thôi anh ơi. Cái này không ổn rồi. Ui mẹ quá nhiều luôn. Đó là em tưởng em thoát được rồi. Nhưng mà ra tránh bỏ dừa gặp bỏ dừa. Lâm bốn để dành cho phiến quân. Chiến thắng đến ngay gần chúng ta rồi. Có vẻ như phiến quân đang có rất nhiều mạng ở đây. Một kill dành cho em. Khi mà em thủ nhà tránh những tình huống mốc. Nhưng trong khi đó các thành viên của phiến quân họ cũng đã có rất nhiều mạng rồi. Thôi được rồi, giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ hai. Đây là trận đấu map thảm cỏ xanh đúng với những gì mà em mong đợi. Đây là trận đấu đội. Thoải mái mà xả súng xả đạn đi anh em ơi. Lên lên lên. Lên lên lên. Rồi. Bom được lép lên. Nhưng mình cũng không thể nào mà tránh được hơn những quả bom khác. Đối phương đi định đi vào nhà em nhưng đã bị em phát hiện. Một mạng dành cho em. Ở ngoài này chiến sự nó là nhiều. Địp em vào trong nhà chưa? Chưa thấy nó vào trong nhà. Thôi không sao. Em đi ra ngoài này. Có một đống mạng đang chờ em. Mạng hai mạng liên tiếp nữa liền. Combo 3 là có. Giờ đây thì bom được lém lên. Nhưng em đã bị nằm xuống với bàn tay của Diona rồi. Sau 4 không có việc gì phải xoắn bố con đằng nào cả. Em đang thẳng bước đến nhà đối phương để mong rằng có những cái mạng ngon hơn. Vào đến đây rồi thì em gặp cớm thật rồi khi mà việc to xử lý hết sức gọn gàng nhưng đã bị em báo thù là thành công. 11-8 là dành cho phiến quân. Ba mạng cách biệt nó chưa phải là dài nhưng nó là chưa đủ, vẫn là ba mạng thôi. Với khẩu súng này em nghĩ rằng mình có thể được làm được nhiều hơn những gì mà em có ở đây. 13-9 đang đi lên. Liệu đéo có mạng nào cả khi mà em bị mất. Đó là LG Vân. Xong rồi, xong con ông rồi. Thôi không sao, có thêm mạng nữa rồi. 17-14. Mãi mới có một mạng. Không thể nào mà có thêm nhiều mạng vì khẩu súng này đang rất yếu ở đây. Nhưng em sẽ cố gắng. Đó là Diolali. Mãi khẩu flash của Lali nó là quá khác biệt luôn. Làm nó chỉ một viên thôi. Bom được lém lên. Có người nhận luôn nhưng việc to vừa có một tình huống double kill. Em đi ra có ngay một mạng táo luôn. Đéo thể làm tìm được mạng thứ hai báo thủ. Giờ sân khấu này là của em. Đó là mạng téo tiếp theo. Giờ đây em đi lên. Đó là thanh niên nào? Đó là Dina Oni. Tên đọc cóng hết cả lưỡi. Giờ đây em đứng đây để chờ hàng thôi. Em tin rằng sẽ rất nhiều con hàng để em sơi. Con hàng đầu tiên đó là LG Vân. Con hàng thứ hai đó là Việt Tò. Chưa có con hàng thứ ba. Em là người thứ ba phải nằm xuống ở trong cái hình ảnh vừa rồi. Cách biệt nó leo thang lên. Bây giờ nó là 5 mạng. Kéo phải hình như là 6 mạng rồi. Ở đây tình huống tao đến từ em.
Lời xin vân mọi người làm chua, nhưng cụ chuối vừa có tình huống đấm mồm em xong. Bom được lém lên. Thằng nào giết ạ, à, giết tao. Ở đây rồi. Địt mẹ mày, một viên của Dead Knight nó là khác biệt như thế nào. Nhưng thôi không sao, chúng ta có nhiều cách để giải quyết. Em cũng đấm mồm lại luôn. Còn thằng nào nữa không? Ủa nó đây này anh ơi. Đam to quá, em đéo thế nào mà đấu được, nhưng đéo sao cả. Em có kim cương là của em, thì đồng nghĩa với việc mạng cũng là của em. Mạng thứ hai, lùi vào một chút để có thể được an toàn hơn. Ở đây, mạng thứ ba, lao ra đớp mồi đúng như cái khoảnh khắc này thì còn gì bằng mạng thứ tư luôn rồi. Đấy, cứ phải trận đấu nó không phải như này thì nó mới thăng hoa được. Đó là anh Phú làm rất tốt với cầu Demon cơ này. Uồn. Rồi một mạng táo nữa. Đối phương vẫn chưa biết em ở đây. Có mạng táo nữa dành cho em. Ủa địt mẹ hết đạn đúng cái lúc này thì làm xuống là được việc đương nhiên rồi. Nhưng thôi không sao, mạng báo thù là của em rồi. 4-3, 3-18. Ủa địt mẹ đông quá, không thể nào mà xoay sở kịp khi mà mình đứng giữa cái hàng như vậy. 41-44. Từ lúc nào đó cách biệt nó đã được rút ngắn xuống còn 3 mạng. Tiếp tục là 2 mạng. Thì phải nguy hiểm, nguy hiểm. Những lúc nguy hiểm như này mới cần chúng ta tỏa sáng. Em sẽ tỏa sáng đúng lúc bớt táo. Chưa có thêm táo nào cả. Em lại đứng vào khu vực này. Ui nó chạy ngang qua kìa anh ơi. Ở đây đó là mày ăn mày quạt. Anh em có thể nó yếu không chứ lại. Cuối cùng thì là 50-46 kết thúc cho cái trận đấu này. Cảm ơn tất cả các anh em đã quan tâm và theo dõi video này. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ được tôi nhiều hơn trong thời gian tới. Hẹn gặp lại.